3 điểm khác nhau giữa bóng đá miền Nam và miền Bắc. 1. Khác biệt đầu tiên dễ thấy nhất đó là trong Nam thì đá sân 5, một đội chỉ đá 5 người tính cả thủ môn, còn ngoài Bắc thì nổi tiếng với bóng đá sân 7. 2. Cũng vì số lượng người khác nhau nên là nhiều thứ cũng phải khác. Ở ngoài Bắc thì đá quả bóng to hơn, sân to hơn. Trong Nam thì đá quả bóng bé hơn, sân bé hơn. Nhưng mà sân bé hơn thì vẫn là sân cỏ xanh đấy nhá, không phải cỏ đen đâu, cấm nghĩ lùng tùng. Và cuối cùng, cái này tôi thích miền Nam hơn này, đó là trong đấy nếu như mà chúng ta thuê sân sẽ được tặng free một thùng nước đá. Trong trận nếu mà khát thì cứ ra mà múc. Ở ngoài Bắc ấy thì cái thùng đấy phải mất xiền để mua. Follow Hoàng Spin với tất cả về bóng đá.